Xin chào các anh em. Hôm nay bật lửa radio.vn giới thiệu với các anh em một số cây Zippo mới. Cây này hộp nó đây. Cây này sản xuất năm 1969. Cây này thuộc bộ sưu tập Zippo Việt Nam World. Bộ sưu tập này thì rất có giá trị với người Việt Nam và thế giới cũng chơi cái bộ này rất là nhiều. Đây là lực lượng đặc nhiệm 115 thuộc lực lượng tuần duyên Hải quân Việt Nam. Đây, Việt Nam. Này, họa tiết ăn mòn Phú Sơn. Cây này trong tình trạng mới chưa sử dụng. Đây, hai vết ten do bảo quản. Sản xuất năm 1969. Cái này thì nó giá trị ở cái nó thuộc bộ sưu tập Vietnam World. Vietnam World thì anh em mình biết nhiều rồi, chiến tranh Việt Nam ấy. Em mới chưa sử dụng. Cây này hiện tại em đang bán với giá 25 triệu. Bây giờ tìm một cây Việt Nam mua mới full hộp như thế này không phải là dễ dàng gì. Cái này em chưa thông đá nhé. Đá vẫn còn nguyên. Một đá. Lực lượng tuần duyên quân Việt Nam.